Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay lại với Warrior. Và trước khi bắt đầu chủ đề ngày hôm nay, hãy đảm bảo bạn đã ấn nút like, subscribe cũng như nút chuông bên cạnh để có thể nhận những video mới nhất đến từ Warrior. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta chính là 8 ngộ nhận phổ biến về tiền. Mọi người đều nói rằng họ muốn có nhiều tiền hơn, nhưng bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền hơn nếu như bạn có niềm tin sai lầm về tiền và cách kiếm tiền. Hãy cùng tìm hiểu 8 lầm tưởng phổ biến về tiền bạc khiến cho thành công của bạn trở nên khó khăn hơn. Đầu tiên, tiền sẽ thay đổi tôi. Tiền sẽ không khiến bạn trở thành người tốt hay xấu. Nó chỉ khuếch đại những gì bạn đang có. Nếu bạn có ý định làm điều xấu, nó cho phép bạn làm điều xấu nhiều hơn. Nếu bạn đang có ý định làm những điều tốt đẹp, tiền cho phép bạn làm điều tốt đẹp nhiều hơn. Vì vậy, nếu bạn muốn có những điều tốt đẹp, hãy tìm kiếm nhiều tiền hơn để bạn có thể làm được nhiều việc tốt hơn. Thứ hai, người giàu không giống tôi. Người giàu không thông minh hơn bạn. Có thể họ đã bị thất bại vài lần hoặc vài trăm lần. Họ không có bất kỳ phẩm chất bí ẩn nào khiến cho họ có nhiều tiền hơn bạn. Sự khác biệt là họ tin rằng họ có thể đạt được thành công. Khi bạn nghĩ mình kém cỏi hơn so với những người giàu có, bạn đã chặn mất đi sự thành công của chính mình. Thứ ba, cần có tiền để làm ra tiền. Nhiều người nghĩ rằng cách duy nhất để giàu chính là cần phải có một số tiền ban đầu, hay gọi đơn giản là vốn. Tuy nhiên, thay vì tự bó chặt mình trong tư tưởng đó, mọi người hãy tự đặt câu hỏi: những người giàu đã làm gì khi họ còn ở vị trí của tôi? Chìa khóa để làm giàu là chi tiêu ít hơn số tiền mình đang kiếm được để dùng khoản dư đầu tư vào việc khác. Mọi người đang nghĩ rằng việc đầu tư là việc thụ động và người giàu chỉ cần ném tiền vào một chỗ nào đó và chờ nó sinh sôi nảy nở. Sự thật thì người giàu không làm như vậy. Họ cẩn thận nghiên cứu và tận dụng các cơ hội tiềm năng. Họ luôn đo lường và theo dõi tiến độ đầu tư. Hầu hết những người giàu đều có sở hữu nhiều khoản đầu tư khác nhau và họ rất chủ động tham gia vào việc đầu tư của chính mình. Thứ tư, tiền không mọc trên cây. Trong tự nhiên, chắc chắn tiền không mọc trên cây. Nhưng về nghĩa bóng thì các chuyên gia tài chính nói là có. Tiền mọc trên cây nhưng không phải là cây thông thường, đó là cây ý tưởng. Ngộ nhận tiền không mọc trên cây khiến cho mọi người tin rằng tiền là khan hiếm và khó tìm. Thực tế, tiền cũng nhiều và dễ tìm. Bạn hoàn toàn có thể có tiền đơn giản thông qua việc giải quyết một vấn đề của một nhóm người nào đó cần nó. Tiền có thể không mọc trên cây nhưng có những nguyên tắc để nó phát triển. Bạn cần phải thử thách bản thân mình để tìm ra những nguyên tắc đó là gì. Và dù bạn là ai, bạn có địa vị như thế nào thì những gì bạn đang có sẽ được ngày càng nhiều lên. Thứ năm, tiền là nguồn gốc của tội lỗi. Câu nói tiền là nguồn gốc của tội lỗi được cho là xuất phát từ Kinh Thánh. Tuy nhiên, câu nói này đã bị trích dẫn sai qua nhiều thế kỷ bởi vì nguyên văn phải là: đối với tình yêu của tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, tức là phê phán những người làm nô lệ cho đồng tiền. Thứ sáu, một xu tiết kiệm cũng như một xu làm ra. Câu nói phổ biến này cho thấy nhiều người ngộ nhận rằng tiết kiệm chính là cách tốt nhất để làm giàu. Vấn đề nằm ở chỗ, ngộ nhận này khiến cho mọi người quá chú trọng vào việc thủng mủng và sống một cuộc sống kham khổ để mong được giàu có về sau. Mọi người phải bỏ đi tư duy quanh quẩn những đồng bạc lẻ để tập trung năng lượng và suy nghĩ cho những điều lớn hơn, số tiền lớn hơn. Nếu người nào đặt quá nhiều tâm sức chỉ để suy nghĩ đến việc chắt ngót những đồng tiền nhỏ thì họ sẽ dễ dàng bỏ mất đi những cơ hội kiếm những khoản to từ những cơ hội đầu tư hay ý tưởng trong đầu. Thứ bảy, nhà cửa, xe cộ, bằng cấp là tài sản. Việc sở hữu một căn nhà, chiếc xe, bằng cấp thực tế còn khiến ta tốn tiền thêm hàng tháng, tùy thuộc vào chi phí bạn bỏ ra để sở hữu chúng. Có khi về lâu dài bạn còn lâm nợ vì chúng. Nếu đặt mục tiêu là giàu có thì điều quan trọng là bạn phải theo đuổi những tài sản có thể tăng trưởng giá trị và tạo ra sự luân chuyển tiền tệ, ví dụ như mua cổ phần của một doanh nghiệp, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vân vân, thay vì xa xỉ vào những chiếc xe đắt tiền hay những ngôi nhà để có thể ở một cách xa hoa. Thứ tám, giàu có đi liền với ích kỷ. Có một số người thậm chí còn ngộ nhận rằng để giàu có thì phải ích kỷ. Trong khi đó, các chuyên gia tài chính cho rằng không có gì là sai khi bạn phải tập trung thời gian và tiền bạc cho mục tiêu kiếm tiền của bản thân trước. Đa số mọi người được dạy từ nhỏ là phải quan tâm đến nhu cầu của những người xung quanh trước nhu cầu bản thân. Điều này có vẻ như là một lý tưởng sống cao cả, nhưng nó thực sự là một lời khuyên tồi tệ nếu đặt nó vào trường hợp kiếm tiền. Để làm ra tiền, bạn cần phải có một khoảng thời gian bắt đầu tập trung để xây dựng quá trình làm giàu. Một khi bạn đã giàu có thì bạn có thể sẵn sàng tình nguyện san sẻ hoặc đóng góp vào các hoạt động từ thiện. Và đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ cho bạn về 8 ngộ nhận phổ biến về tiền. Nếu bạn thấy video này hay, hãy để lại một like, một subscribe cũng như chia sẻ video này để với những người bạn biết là họ đang cần video này. Chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành video. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.